Bữa tiệc khiến nhiều người Mỹ ngoại tình. Một cuộc khảo sát cho thấy hơn 70% người Mỹ đã lừa dối bạn đời khi tham dự các bữa tiệc độc thân của chính mình, người quen hoặc bạn bè, theo The New York Post. Trang Bonus Finder đã khảo sát 6.000 người, bao gồm cả những người sắp đính hôn lẫn khách mời của họ, về bất kỳ hành vi lừa dối người yêu, bạn đời như tán tỉnh, tải xuống ứng dụng hẹn hò, nhắn tin gạ gẫm hoặc ngủ với người khác tại các tiệc độc thân. Kết quả, hơn 70% thừa nhận từng ngoại tình khi tham gia những bữa tiệc này. Các trường hợp ngoại tình phổ biến nhất là tương đối trong sáng, bao gồm khiêu vũ thân mật 33,1% và ôm hôn 21,3%. Tuy nhiên, 11,2% người tham gia thừa nhận đã quan hệ với người khác. Delaware đứng đầu danh sách là bang có nhiều người không trung thủy nhất, với gần 89% người đến từ bang này tham gia khảo sát thừa nhận đã lừa dối bạn đời khi tham dự tiệc độc thân. Tiếp theo là North Dakota 85,7% và Idaho 84,8%. Ngược lại, các bang có tỷ lệ trung thủy cao hơn là Nebraska với 57,1% thừa nhận gian dối, Vermont 63,6% và Maine 64%. Bella Gandhi, người sáng lập Smart Dating Academy, nói các bữa tiệc độc thân gần như là thời gian xả hơi cuối cùng. Những sự kiện này thường được thúc đẩy bởi rượu, áp lực từ bạn bè và thiếu giao tiếp giữa các cặp đôi. Theo Gandhi, việc một người giao lưu với người không phải bạn đời của mình tại các sự kiện như thế này còn nhằm thể hiện những gì mọi người quy định là phù hợp về mặt văn hóa. Bachelor, bachelorette party hay tiệc độc thân dành cho chú rể, cô dâu là truyền thống lâu đời, thường liên quan đến một đêm vui chơi hoang dã không lâu trước khi kết hôn. Các bữa tiệc được cho xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, theo Time, khi những người Sparta cổ đại ăn mừng đêm cuối cùng của chú rể với tư cách là người đàn ông tự do. Ngày nay, cứ 5 người Mỹ thì có 2 người cho rằng tiệc độc thân thậm chí còn vui và đáng nhớ hơn cả đám cưới, theo một cuộc thăm dò ý kiến vào năm ngoái. Tuy nhiên, những cuộc vượt rào cuối cùng này có thể gây tranh cãi, đặc biệt là vì bữa tiệc độc thân theo khuôn mẫu thường liên quan đến tiệc tùng hoành tráng với sự tham gia của các vũ công thoát y. Huyền thoại về sự không trung thủy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng các vụ việc liên quan đến các ngôi sao khiến nhiều người có xu hướng tin tưởng hơn vào điều này. Diễn viên Mario Lopez và ngôi sao truyền hình Nick Lachey đều dính vào bê bối tiệc độc thân. Lopez thẳng thắn thừa nhận đã lừa dối vợ cũ Ali Landry tại bữa tiệc độc thân của chính anh. Trong khi đó, có tin đồn rằng Lachey đã không trung thủy với Jessica Simpson tại bữa tiệc độc thân hoang dã của một người bạn.